Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là sáng ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 22 tới tháng 10 năm 2020. Thì Thuận muốn cập nhật một số những thông tin mới nhất với các bạn liên quan tới cái tình hình của gói hỗ trợ như mai nào mà theo dõi thị trường stock, thị trường crypto thì cũng nên quan tâm đến thông tin này tại vì thông tin này sẽ có sức ảnh hưởng đối với cả hai thị trường. Thì những như chúng ta đã nhận được cho đến sáng ngày hôm nay thì ngày hôm qua chúng ta nhận được cái thông tin đó chính là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng với lại bộ trưởng bộ tài chính Stephen Mnuchin tiếp tục hai bên đàm phán vào chiều ngày hôm qua 2 giờ 30 phút và tổng cái số thời gian đó chính là đàm phán 48 phút và kết quả sau khi đàm phán 48 phút là như thế nào thì kết quả sau khi đàm phán 48 phút đó chính là hai bên sẽ tiếp tục đàm phán ngày hôm nay Ngày hôm nay đã là ngày thứ nhì qua cái thời gian khách hạn của Nancy Pelosi đưa ra vào cuối tuần vừa qua, các bạn thấy được là cuối tuần vừa qua, Nancy Pelosi đã đưa ra cái thời gian khách hạn là 48 tiếng đồng hồ và thời gian khách hạn đó để mà được đàm phán đã kết thúc vào cuối ngày thứ ba. Hôm nay là sáng ngày thứ năm, vẫn sẽ tiếp tục để mà đàm phán. Thì các bạn thấy được là mọi người đều đang quan tâm đến là cái tình hình đàm phán như thế nào. Thì những gì chúng ta nhận được đó chính là cả hai bên đều nói là gần có kết quả và một trong những vấn đề nan giải đó chính là cái tiền mà hỗ trợ chính phủ địa phương cũng như là cái tiền hỗ trợ từ liên bang về chống lại và thử nghiệm dịch bệnh thì bạn thấy được là cái phần tiền đó đã gần như là xong đây là cái điều được thông báo của cả hai bên có nghĩa là bên nhà trắng và bên dân chủ đại diện nhà trắng đương nhiên là Stephen Mnuchin bộ trưởng bộ tài chính và bên dân chủ đương nhiên là chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi một trong những vấn đề còn lại phải được giải quyết trong ngày hôm nay đó chính là trường học mở cửa lại mở cửa như thế nào để có được cái một đợt mở cửa một cách an toàn và để có được một cái đợt mở cửa trường học an toàn thì cần phải có thêm tiền cần phải có tiền để mà mướn thêm nhân viên mướn thêm thầy cô giáo mua những cái thiết bị để mà lọc không khí vân vân để mà cho một cái cuộc mở cửa an toàn thì đây là một trong những vấn đề còn lại dựa theo những thông tin chúng ta nhận được ngày hôm qua được chia sẻ bởi Mark Meadows tránh văn phòng Nhà Trắng thì ngay cả cho đến sáng ngày hôm nay thì các bạn thấy được là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng đã cho thấy là bà ta rất là lạc quan. Bà ta nghĩ là chúng ta đã gần có được một cái hỗ trợ just about there. Các bạn thấy được đây là thông tin mới nhất mà chúng ta nhận được. Thì bây giờ nhiều người nói là có kịp để mà ra được một cái hỗ trợ trước ngày bầu cử ngày 3 tháng 1 hay là không? thì cái vấn đề đây là Nancy Pelosi nói là chỉ cần là có được một thỏa thuận trước cuối tuần thì những nhà lập pháp có thời gian để mà viết cái dự luật này và đưa ra để mà bỏ phiếu và cái cơ hội có trước ngày 3 tháng 11 vẫn còn. Nhưng mà các bạn thấy được là trong cái tình hình hiện bây giờ thì bà Nancy Pelosi rất là vui thường nghĩ là nếu thường là bà thì cũng sẽ vui mà thôi thay vì các bạn thấy là bà đã gần như được tất cả những gì mà bà bà muốn có nghĩa là các bạn thấy là Nancy Pelosi vẫn đứng yên một chỗ là 2,2 nghìn tỷ trong khi mà Mark Meadows nói là Nancy Pelosi không có thiện chí tại vì sao ông ta nói vậy? tại vì các bạn thấy được là một bên mà cần phải nâng cái giá tiền của hỗ trợ lên liên tục đó chính là bên của tổng thống Donald Trump bên nhà trắng các bạn thấy được là họ đã tăng từ 1 nghìn tỷ lên 1,3 lên 1,6 và bây giờ đã lên tới 1,9 ngàn tỷ các bạn có thể thấy được là nếu chúng ta chỉ nhìn một cách khách quan từ bên ngoài nhìn vô thì rất rõ ràng là người mà đang chiếm lợi thế bây giờ trong cuộc đàm phán này chính là bên của Nancy Pelosi tại vì chỉ đứng yên một chỗ có mức là 2,2 ngàn tỷ cái bên mà cần phải liên tục tăng giá đó chính là bên của Tổng thống Donald Trump bên của Nhà Trắng thì các bạn thấy là thông tin chúng ta nhận được là Mike Meadows, chánh văn phòng Nhà Trắng cũng đã đi gặp những cái nghị sĩ của đảng Cộng Hòa thì đương nhiên họ gặp để nói như gì thì thường không biết được nhưng mà trong tình hình này thường nghĩ là gặp đương nhiên là để mà chia sẻ những cái thông tin mới nhất về cái cuộc đàm phán và đưa ra những cái giả thuyết nếu như mà tổng thống Donald Trump chấp nhận cái số tiền này thì những nghị sĩ có hỗ trợ hay là không tại vì một trong những cái điều mà chúng ta không rõ bây giờ là cho dù là các bạn thấy là Nancy Pelosi có thể là chấp nhận thỏa thuận và các bạn thấy là bên tổng thống Donald Trump có thể là thỏa thuận thành công thì các bạn thấy là cái bước kế tiếp cần phải được thông qua đó chính là Cộng hòa Thượng viện. Tại vì bây giờ các bạn thấy được là một cái gói hỗ trợ, một cái dự luật nếu như mà được thông qua bởi Hạ viện, Tổng thống sẵn sàng để mà ký. Nhưng mà nếu như mà Cộng hòa Thượng viện không chấp nhận thì cũng không được thông qua. Và một cái điều mà thường đã chia sẻ với các bạn mà hầu như là những cái bài báo đều xác nhận được đó chính là cái suy nghĩ của người mà dẫn đầu ở Thượng viện của Đảng Cộng hòa đó chính là Mitch McConnell. Thì Mitch McConnell ngoài mặt thì nhiều người nói là sẽ cho cái gói hỗ trợ này được bỏ phiếu ở Thượng viện nếu như mà bà Nancy Pelosi đồng ý và Tổng thống Donald Trump chuẩn bị và sẵn sàng ký. Nhưng mà một mặt khác thì nhiều người lại nói là Miss McConnell nói chuyện riêng với lại bên Tổng thống Donald Trump là đừng chấp nhận một cái gói hỗ trợ nào hết tại vì không muốn đảng bị phân tâm vào cái thời điểm quan trọng trước ngày bầu cử này. Thì các bạn thấy được là một trong những điều khác mà chúng ta cần phải quan tâm đến đó chính là cái cuộc tranh cử tối ngày hôm nay. Hôm nay sẽ có một cái cuộc tranh cử tranh luận kế tiếp giữa Tổng thống Donald Trump và Joe Biden. Và cái cuộc tranh luận này sẽ xảy ra vào lúc 6 giờ chiều giờ Cali, nghĩa là 9 giờ tối giờ ở New York. À, vào tối ngày thứ năm ngày 22 tháng 10 tại Hoa Kỳ thì cũng như là trước đây nếu như thuận tìm được một cái nguồn mà có tiếng Việt mà tốt thì sẽ chia sẻ trên những cái mạng xã hội cho nên những bạn nào mà chưa theo dõi thuận Capital cho trên những cái mạng xã hội thì bấm vào link cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái link trên là Twitter, Facebook, Telegram Thu chia sẻ cái link ở trên những cái channel đó Và các bạn thấy là nhiều người thì nghĩ là ngày hôm nay cái cơ hội một thỏa thuận được thông qua đương nhiên chúng ta chỉ nói tới là thỏa thuận mà thôi Thỏa thuận xong vẫn còn phải là viết luật, vẫn cần phải bỏ phiếu Cho nên cái ngày mà thỏa thuận xong có thể là trước ngày 3 tháng 11 Nhưng mà cái ngày mà người dân của Hoa Kỳ thực sự nhận được cái sự hỗ trợ từ gói hỗ trợ này có thể là phải 2 tuần hay là 3 tuần sau cái ngày bầu cử. Đây là một điều mà nhiều người đang nói tới. Nhưng mà một trong những điều khác, như là thường mới vừa chia sẻ, có được thông qua hay không? Bởi Cộng hòa Thượng viện, chúng ta vẫn chưa biết. Tại vì bây giờ vẫn còn có nhiều nghị sĩ không đồng ý là có một gói hỗ trợ lớn như vậy. Và những cái nỗ lực của Cộng hòa Thượng viện để mà thông qua những cái gói hỗ trợ riêng lẻ như là cái gói hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ PPP hay là cái gói hỗ trợ 500 tỷ mà thùng cứ đã chia sẻ với các bạn trong những ngày trước đây thì những nỗ lực đó đã bị dập tắt bởi đảng dân chủ cho nên đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng Miss McConnell không thể thông qua những cái gói hỗ trợ nhỏ thì có đồng ý để thông qua một gói hỗ trợ lớn hay là không đây là một điều mà nhiều người vẫn còn đang lo lắng và ngay cả chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi sáng này cũng đã nói là cho dù là bà và tổng thống Donald Trump đồng ý thì cũng chưa chắc được thông qua tại vì vẫn còn Miss McConnell người dẫn đầu của đảng cộng hòa ở thượng viện và nhìn vào thị trường thì các bạn thấy được là thị trường bây giờ thì lại có một cái điều là không rõ ràng các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones sẽ tăng nhưng mà S&P 500 và Nasdaq thì lại đi xuống nhưng mà đi xuống và đi lên cũng không có nhiều mọi người bây giờ vẫn tiếp tục coi coi là cái thông tin kế tiếp của cái hỗ trợ này như thế nào Đương nhiên nhiều người cho là chứng khoán trong vòng mấy ngày qua thì cái thông tin lạc quan về gói hỗ trợ cũng đã tính luôn vào cái giá chứng khoán cho nên khi mà thông tin chính thức được đưa ra thì có thể là giá sẽ đi xuống có nghĩa là mua tin đồn bán tin thật như là chúng ta thường thấy trong thị trường crypto Còn nói chung thì các bạn thấy được là bây giờ vàng thì vàng vẫn xoay quanh mức 1.900 đô tuy hôm nay xuống 1,3% nhưng mà vẫn xoay quanh mức đó các bạn thấy được là dầu thì oil thì bây giờ cũng rất là tốt vẫn trên 40 đô các bạn thấy được là tăng 2,17% còn về Bitcoin thì các bạn thấy được là Bitcoin vẫn đang rất là tốt vẫn đang tiếp tục muốn trở về và thử lại cái mức 13.000 đô ngày hôm qua đã qua 13 còn đủ rất là nhanh chóng nhưng mà lại bị đẩy ngược trở về bây giờ Bitcoin vẫn ở cái mức là 12.948 Ethereum lại một lần nữa phá 400 đô ở mức là 414 và đây là những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được những cái giá trị trong video này và nếu như các bạn thích cái video này hay là thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đương nhiên những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital, nếu như bạn là một trader, một người tham gia vào thị trường crypto thì có thể bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng như mà nào mà theo dõi kênh của Thuận Capital và thôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.